Hello xin các bạn, và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Macro Recorder. Thì hiện tại mình đang cần thiết lập một cái phép lặp, hay còn gọi là một cái, sử dụng phần mềm đó để nó thay cho mình làm những cái công việc lặp lại, lặp đi lặp lại, rất là mất thời gian và rất là mệt. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Cái mà mình muốn lặp lại là gì thì mình sẽ cho các bạn xem. Thì mục tiêu của mình á, ví dụ mình ở đây mình cần cái hình, mình sẽ làm từng bước để chụp lại những cái hình ảnh đó. Đây là tổng hợp những hình này, các bạn thấy cái số ở trên này nè, số 2, số 1, số 3, số 4, số 5, số 7, 8, 10 đó. Mình sẽ làm tổng cộng 10 bức ảnh như vậy, liên tục như vậy, và nó sẽ lơ cái thao tác của mình lại. Bài này cũng chỉ là giới thiệu về cái phần mềm này thôi, chứ thực chất cũng không phải là hướng dẫn sử dụng gì hết, chỉ còn bấm record là được. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu luôn. Lắng này xuống đây. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại cái nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu. Code mình tự làm hay không? Mình đang sử dụng phần mềm MATLAB để cho nó chạy tự động. Mấy thao tác mà máy không làm được thì người phải làm thay. Hiện tại vẫn chưa vô phần đó nhé. Tại vì mình quên xóa. Lúc nãy mình đã vẽ cho các thông số là trường hợp P1 bằng 0, P2 bằng 0. Bây giờ mình đang vẽ cái trường hợp này. Các bạn cũng đừng nên quan tâm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính nha. Mình sẽ làm tóm tắt nhất sao cho nó phép lập của cái chương trình để sẽ hiểu một cách đơn giản nhất. Rồi. Thì đầu tiên của phép lập là nhập các thông số cũng như là chọn folder the low. Thì mình nghĩ nó sẽ bắt đầu từ đây luôn. Tức là phần mềm sau khi mình bạn để màn hình như này thì nó sẽ bắt đầu làm từ bằng việc là nó sẽ từ bước tạo folder, đặt tên cho tới khi mà có đầy đủ các file cho các bạn luôn. Ok, mình sẽ quyết định làm như vậy. Tí nữa rồi bây giờ mình sẽ lưu nhé, record. Rồi bây giờ nó đang bắt đầu tiến trình. Sau khi mình bấm bắt đầu thì nó sẽ kết hợp liền ngay lập tức. Đầu tiên nó sẽ bấm run đó. Sau bấm run phần mềm nó chạy ra thì mình đầu tiên mình sẽ bấm số 1. Nên bấm số 1 chúng ta bấm số 1 đi, enter. Nó sẽ lưu lại thao tác cái gì vậy luôn, thời gian giây hay gì đó như vậy luôn đó. Thì nó sẽ ra cái này. Trời ơi, mình quên số cái này rồi, xui vậy. Stop.
chết. Mình đang sửa là bởi vì này chưa đúng ý. Bây giờ mình sẽ giữ cái này, ý của mình là mình sẽ giữ cái này và vì đi lên cho nên là mình không được dùng lệnh trigger nữa và cũng không cần dùng call solo. Bắt đầu tiên phải run từ và sau đó sử dụng số 1 thì nó vẽ ra cái hình đầu tiên, sau đó là số này có figure 1 đó. Sau khi có được figure 1 thì sẽ chụp màn hình lại print. Đây là ứng với bước B1 và B0. Cái trường hợp khác thì nó kiểu nó lâu xíu rồi. Chọn về sẽ lâu vô cái hình file save it. Thông thường thì nó sẽ ra một cái mới nhưng mà mình sẽ tạo một new folder
service. Service là mình do mình xem Iron Man đó các bạn. Nhưng mà thực sự là nếu như nó tạo một lần nữa là service thì không biết nó có bị nhầm lẫn hay không. Nếu mình tạo lui sao ta? Đen sẽ nó sẽ giống cái tên. Nó đã vĩ vào trong kia rồi cho nó không hiện lên nữa, bởi vì mình khó chức năng nữa. Bấm vô nó không chịu rồi các bạn ơi, hơi nhảm rồi nha. Ồ là do mình nhập cái số kia vô cho nên là nó vĩ mà cái hình kia nó bị đi lên. Nghe chưa, xui luôn, coi như là lỗi đâu, bây giờ phải làm lại từ đầu á. Nhảm. Vui không? Quá nhảm. Hơi nhảm. Ủa vậy sao giữ được cái hình kia lại cho? Rồi new, ok giờ mình ok nha. Chúng ta phải thất bại như vậy đó thì mới thành công, mới thành công được mà. Nếu mấy bạn không thành công, mấy bạn sẽ thành thấu quá nha. Quý phim lại được không? Đâu? Bạn tôi tên là Nguyễn Duy Phong. Có không? Có, giỡn hả? Ủa, sao bữa nay quay phim sớm vậy? Quay, thích quay cho thấy hẹn coi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Need record. Rồi code thì mình để chỉnh sẵn ở đâu, bây giờ mình chỉ run nữa thôi, còn lại mấy chuyện kia không quan trọng, bây giờ mình run luôn nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ nhập số 1. Sau khi máy nhận được số 1 thì nó sẽ xử lý và tính toán vị cái hình zoom lên cho bạn luôn, đỉnh ở chỗ đó đó. Rồi số 1 có nghĩa là nó sẽ vị cái hình cuối cùng, hình chính xác nhất. Sau đó thì các bạn bấm print chụp hình, bấm vào paint, control V đó. Sau khi có được thì chúng ta sẽ load file save as. Nó sẽ nằm bất kỳ một thư mục nào, nhưng mà càng các bạn bấm là new folder, tí mình sẽ tìm sau đó. Không còn bấm lại gấp đây nè, bấm gấp nó nào, new folder, enter để nó vào. Thật ra nếu mà định ghi Chevis nhưng mà khi mà trùng cái tên thì nó sẽ không hoạt động. Còn nếu new folder thì trong đó nếu mà có folder khác thì nó sẽ load thành new folder 2 thì bạn sẽ không bị lỗi. Tốt nhất là không nên bị lỗi, bởi vì rất mất thì nghĩ vô vòng vòng mất hết đóng thời gian. 1 và 10, bởi vì mình canh đúng nguyên hình mà, đúng sự tính toán quyết quyết mình. Sau đó quay lại run một phát nữa, các bạn chỉ cần bấm jump
Enter thì nó sẽ ra cái hình. Rắc con chuột qua dấu trước đi. Đang là zoom bự lên nào. Đó. Nếu như bình thường code có thể nó không hoạt động đúng như mà mình muốn, cho mình đếm khoảng 3 giây 1, 2, 3. Nãy giờ mình nói 3 giây nữa là 6 giây. Rồi, Ctrl V. Đó, nó sẽ vào cái hình đầu tiên. Rồi, save it. Đặt vào số 2. Save. Đó. Bấm tiếp, quay lại cái đó. Rồi thôi, không biết có phím tắt không ta, F5 mà. Cái này mình bấm phím tắt luôn. Bớt di chuyển chuột lại. 100 rồi đúng không? Tới 50. Enter. Tí không bấm nữa, cho phím tắt xuống đỉnh. Rồi nó hiện ra hình, giấu con chuột đi, giấu con chuột đi. Cái này hơi nhanh nè, cái đường đó nó chạm tới đường kia nhanh quá. Ok, bấm print. Print xong rồi bấm qua pen. Ctrl V. Rồi. Save it. Nhập vào số 3. Enter. Bấm lại mặt lab. Cứ như vậy làm tới 9 lần. Bây giờ mình không bấm run nữa nha. Bấm F5. Của nó không chạy. Mình bấm run thôi. 50 rồi, bây giờ 40. Enter. Cho nó chạy ra. Mình tiếp tục vẽ giống chuột đi. Print. Chụp hình lại. Bây giờ ban. Chọn về. Vô. Select file. Save it. Bây giờ giờ thì 4. Enter. Xong bấm lại mặt lab tiếp. Đó, cho nên là thực ra mình làm gì mình cũng đuối lắm các bạn. Chỉ có 10 cái là một tí xíu thôi. 25. Enter. Đó, chờ tí danh hiệu ra. Có cái càng lúc nó sẽ càng lag càng chậm. Đó. Sau đó thì mình phỏng bấm print. Open. Ctrl V. Easy. File. Save it. 4 rồi, bây giờ 5. Bấm vô đây. Hoặc là áp vô lại. Đó, các bạn nhìn số 25 này, giờ mình biết là mình sẽ nhập số 20. Đó là lý do mình ghi ra đó. 20. Enter. Làm như vậy tới 9 đó. Xong rồi dừng lại. Print. Lúc nhanh lúc chậm. Man. Chọn về. Nó nhìn hình mình nó biến đổi là đúng rồi. File. Save it. Đôi lúc thì nó có code cũng có thể hoạt động hoàn quả bởi mình dùng nó nhiều rồi mà. Cho nên nó còn có công nghệ nhận diện hình ảnh. Nhưng mà nếu các bạn có thời gian kìa. 6 rồi nha, bây giờ 20 rồi đó. Tiếp theo số 20 là số 10. Số cuối cùng là số 2. Rồi. Lúc nhanh lúc chậm khác nhau. Ring lên. Có con được bằng. Nếu có thấy. Đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bởi vì nó tự động mà. Nên cũng sẽ có những khuyết điểm của nó. Không lúc nào nó làm cũng chính xác được. Chị xin thuê. Đòi hỏi máy tính của bạn nó hoạt động phải tốt. File sẽ như cái này nữa. Nó bấm file rồi nó chặt lắc nó cũng bó tay. Rồi. Bấm vô lại. Trên. 5. Enter. Print. Ban. Chuẩn về. Rồi. Save it. 8. Run. Số cuối cùng rồi đó.
friend. Travis đã hoàn thành nhiệm vụ. I am Travis. Thank you for using me. Rồi hả? Cái này mình rành lắm. Ok.
OK. Như vậy là chúng ta đang đi đến hướng hình đúng không? Không. Đó, bây giờ lúc mà cảm nhận cái thành quả tuyệt vời của chúng ta. OK. Quy hồi nãy nó chép bài nhạc vô chắc chính bạn Quy quá. OK. Bây giờ play thôi. Hoạt động đi service. Chơi chưa làm rồi cũng làm bắt cái tay rồi đọc một đi cái này mình không có tăng cấp được bởi vì là nó lặp lại theo đúng như những gì mình làm là cái máy mà print nếu như mà cái file pen của mình mà không đúng cái vị trí đó là không được nha để nha. Bây giờ nó chụp hình đó tính như là tạo folder service hay như folder gì đó trong về thôi xì bé có khi cộng vô kia cái là bóc đắp em luôn. Trời ơi mới đây qua nào tí tìm coi. Hồi nãy mình định tạo này nhưng mà phía sau có đôi lúc đó mình sẽ bấm nhầm vô cho nên mình phải kiếm mấy cái góc đó. Góc cái này thì sẽ dễ nhìn tờ thôi chứ biết làm gì vậy cái này này picture 1 một lần nữa tự động thì chắc nếu mà tóm gọn là nó có dù gì nó là code nhưng mà nó 1 10. Thực ra nó lặp lại cái thao tác mà gọn được code thì cũng phải sáng tạo thêm cái gì đó. Code thì có thể dùng nhận diện hình ảnh á, dùng cái pen để mà click vô. Tạo xong thì phải quay về. Nhưng mà phải lưu ý cái vị trí nha. Chỉ cần ví dụ cái thân công cụ có thay đổi, không bật bọt nè, không bật nhạc nè, không có cái kéo nè thì coi như là mình sẽ click lộn á. Nên là phải nhớ cái thành công cụ đó. Hiện tại mình quay video thì mình chắc chắn sẽ nhớ rồi. Và phải có thời gian chờ nha. Ví dụ như mình đang chạy cái code đáng lẽ là nó chưa chạy xong mà mình print trước thì nó sẽ lỗi. Nhưng mà cái đó mình cũng đã nắm cái tình hình đó bó tay rồi. Chỉ có Ctrl C, Ctrl V là kiểm soát được. Còn không thì sao kiểm soát nổi. Save as 2. Buộc lại cái khỏi làm bấm vào dấu suy nghĩ mình coi nó làm vui hơn. Trong thời gian này chạy thì mình sẽ suy nghĩ cho các trường hợp tiếp theo.
Với cái trường tiếp theo thì hiện tại mình chưa có sửa gì hết mà mình cũng sẽ tương tự như vậy, tức là đầu tiên là tạo folder chỉ cho cái trường hợp, nhưng mà muốn như vậy thì mình đã phải chạy rất nhiều lần rồi, mình phải hiểu được cái code chạy như thế nào thì mới có máy sử dụng như được. Cái này chỉ là những cái thao tác ở trên CMDB vô cùng đơn giản. Cái này đang lâu bước này 200. Còn mình càng xịn thì nó cũng chính xác cao. Thao tác mình chậm thì nó chắc hơn. Nên mình thử bấm F5 mình không có bỏ hơn. Nó mới vô hoạt động cái là nhức đầu luôn. Rồi lên cái bên ta. Đó, vấn đề để sử dụng đó chính là mình phải sử dụng chạy nó trước. Bây giờ là trend, untrend thì cũng tương tự như thôi. Untrend thì mình chỉ còn có thể có nhiều trường hợp nhé, đỡ hơn nhiều. Cho nên cũng không phải nói là tại cấp nhanh hay cấp chậm mà được tùy vào cái tốc độ xử lý của máy. Ví dụ đùng một cái ai nhắn tin đó là máy nó bị lắc. Xin gọi nó là service. Rồi, mình làm đi. Tí mình chỉ coi cái hình này mình sẽ kiểm tra được. Nhớ thôi, cho nên thấy gì, cho nên rất là mất thời gian. Mình sử dụng thời gian đó mà được phân tích biểu đồ. EB ở đây đang giảm thôi. EB giảm. Còn trên V mà hình nhảy thì là đúng đó. EB giảm thì nó bị nén lại. Cho nên cái hệ số rộng nó giảm, hệ số rộng giảm thì đồng nghĩa với compaction. Thực sự nha, cái các phần mềm ở bên SimSan thì nó đỡ hơn. SimSan thì chúng ta có cái model nó thể hiện được cái E, V tăng E tăng cộng. Cái này thì không có, cái này chỉ có EB, không có tính E, nhưng mà chỉ có EB giảm lần lượt thôi. Đây mà mình xuyên rồi mình lọc ra 150 hay là 70 nhưng mà chắc nó không cần thiết. Ừ, như ví dụ như cái này nó hardening luôn. Chứ nó cũng không có chờ đợi gì đâu. Đấy. Nó cứ nhất vậy. Đó, nó nghĩ là mình đâu biết. Ồ. Đôi lúc nó bị lỗi thôi. Nhưng mà nó không chuyển được. Như cái code này nó lâu là vị trí tọa độ cũng chuột, cho nên là khi mà có sai thì mình chuột mình đắt tới vị trí đó. Cứ bình tĩnh, không từ từ rồi nó lâu, nó không quá nhanh, không quá chậm. Và bây giờ chỉ còn 10 năm 2 nữa. Xong code nó hiện ra cái bảng thông báo. Ngoài ra thì công cụ này còn có nhận diện hình ảnh, chỉ cần mình nhận diện mới được là nó sẽ truyền thể. Ok, nhận diện ba lâu hình ảnh, ví dụ như paint hay là print thì nó cũng lâu lắm đó. Chỉ từ đóng mắt này. Cho nên cũng có mấy cái này thì nó đỡ, chúng ta đỡ mệt, dùng thời gian suy nghĩ với chuyện khác. Nhưng mà mình cũng không làm được gì hết. Nếu như mà có cái máy tính khác thì được. Nhưng mà nó bù lại nó đỡ mệt. Thực ra cái hôm qua mình nhập cái SimSan, mình nhập con rụng tay luôn, mình nhập ngay luôn. Cho nên mình mới nghĩ ra cái ý tưởng đó là chạy như vậy nó đỡ hơn. Thì cái này cũng không gọi là machine learning. Cái này cũng dự kiện đầu vào và thao tác của mình, người ta lặp lại.
Chevit đang làm việc cho tao. Chevit đang làm việc cho tao. Chevit, tao gọi nó là Chevit. Chúng là hiện ra I am Chevit. My father is ta đình nhiễu. Kết thúc. Sao không đỡ cái voice vô ta? Đang lại mình đỡ cái voice vô đúng. My name is Chavis. The son of Odin. Chắc phải đỡ the son of Odin quá. Vui nữa là tài á. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Stop. Giờ mình cài được con lập vô hạn. Bước cái này gỡ voi xong ta. Lúc nó hiện ra cái message pause là nó dừng lại thì mình vô đấy mình muốn stop nó đỡ hơn. Không là sẽ lặp lại nhiều lần đấy, tại vì mình có lặp lại chế độ này. Mình biết chế độ là có hạn gì. Đây là chỉnh tốc độ nhanh đi chậm đây. Chậm là chắc nhanh rồi. Làm biến rồi mà còn làm nhanh nữa thì chết rồi. Ok, như vậy là các bạn đã thấy cái cách lập của nó như thế nào rồi. Và thực sự con mình này cũng rất hay, rất là vui. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.